Hello everyone, welcome to our English lesson. Today, we're going to study Unit 1, My New School, Trường học của tôi. Before we start, I would like you to tell me some of the school things that you know. Trước khi bắt đầu buổi học, cô mời các em nêu cho cô một số đồ dùng học tập mà các em biết nhé. Here is my example. Đây là ví dụ của cô. Book. Okay, now it's your turn. Bây giờ các em hãy liệt kê những từ vựng mình tìm được vào nháp nhé. Okay, time's up. Here is my answer. I have eraser, ruler, chalk, school bag, pen, notebook, and paper. Now we will start the lesson today. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bài học này nhé. Are you ready? Very good. Lesson 1. Getting started. Phần khởi động. The first activity. Listen and read. Nghe và đọc. A special day. Một ngày đặc biệt. I have the picture here. Look at the picture. They are Phong, Vi and Duy. Đây là Phong, Vi và Duy ha. And now we are going to listen to their conversation. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe đoạn hội thoại giữa ba bạn ấy nhé. Unit 1. My New School. Page 6. Getting Started. A Special Day. Activity 1. Listen and read. Hi, V. Hi, Fang. Are you ready? Just a minute. Oh, this is Zui, my new friend. Hi, Zui. Nice to meet you. Hi, Fong. I live near here and we go to the same school. Good. Your school bag looks heavy. Yes, I have new books and we have new subjects to study. And a new uniform, Zui. You look smart. Thanks, Fong. We always look smart in our uniforms. Let me put on my uniform. Then we can go. Now I will explain some new words in a conversation. First, we have the word calculator. Uniform. Uniform. Next, smart. Put on. Take off. Từ put on có nghĩa là mặc, và trái nghĩa của từ put on là từ take off. Wear. Wear. Compass. Compass. Heavy. Heavy. Next. Classmate. Classmate. Rubber. Rubber. Pencil case. Pencil case. Pencil sharpener. Pencil sharpener. School bag. School bag. Knock at. Knock at. Now repeat after me. Bây giờ đọc lại theo cô nhé. Calculator.
Uniform. Smart. Put on. Take up. Wear. Compass. Heavy. Classmate. Rubber. Pencil case. Pencil sharpener. School bag. Knock at. Okay, very good. Now you write the new words in your notebook. Bây giờ các em hãy viết từ mới này vào vở nhé. Exercise 2. Read the conversation again and tick T or F. Đọc lại bài hội thoại một lần nữa và đánh dấu T là đúng hoặc F là sai cho những câu bên dưới. Number 1. Vi, Phong and Duy go to the same school. Number 2. Duy is Phong's friend. Number 3. Phong says Duy looks smart in his uniform. Number 4. They have new subjects to study. Number 5. Phong is wearing a school uniform. Okay, now let's do it. Bây giờ các em hãy tự làm và sau đó cô sẽ đưa ra đáp án nhé. Okay, time's up. Now, correct the answer. Number 1. Vi, Phong and Duy go to the same school. Vi, Phong và Duy học chung trường. The answer is true. Very good. Number 2. Duy is Phong's friend. Duy là bạn của Phong. The answer is F. Okay, very good. Number 3. Phong says Duy looks smart in his uniform. Phong nói rằng Duy rất là bảnh bao trong bộ đồng phục của anh ấy. Câu trả lời là true. Very good. Number 4. They have new subjects to study. Họ có nhiều môn học mới để học. The answer is true. Very good. And last one. Phong is wearing a school uniform. Phong thì đang mặc đồng phục ở trường. The answer is false. Very good. Okay, let's correct the answer. Các em chữa bài vô nhé. Then we move to exercise 3. Write one word from the box in each gap. Đối với dạng bài tập này thì các em sẽ đọc những từ trong khung cho trước, sau đó sẽ điền vào chỗ trống thích hợp cho từng câu. Chúng ta có từ go, subjects, has, wear, uniforms. Go là động từ, có nghĩa là đi, nó nặng. Subjects, danh từ số nhiều, có nghĩa là những môn học. Has là động từ được viết ra từ động từ have ở hiện tại đơn. Động từ has này sẽ đi với chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít. Wear là động từ có nghĩa là mặc. Uniforms, danh từ số nhiều, có nghĩa là đồng phục. Ok, let's do it. Bây giờ các em hãy làm nhé. Time's up. Now we will correct the answer. Bây giờ chúng ta sẽ sửa bài nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ điền từng câu. Ở mỗi câu các em phải đọc phần trước và phần sau của cái chỗ trống này. Sau đó chúng ta sẽ chọn từ thích hợp để điền vào. Now number 1. Student. Their uniform on Monday.
những bạn học sinh, đồng phục của họ vào ngày thứ hai. Như vậy chúng ta thấy là student là chủ ngữ rồi. Và thì trong câu này chúng ta sẽ thiếu động từ, đúng không nào? Ở đây chúng ta có hai động từ nguyên mẫu là động từ go và động từ where. À, chúng ta có thể điền vào đây. Ok, chúng ta quan sát ở phía sau chỗ trống nhé. Their uniform. Như vậy thì đồng phục, thì động từ wear nó mới thích hợp, đúng không nào? Có nghĩa là mặc đồng phục. Wear their uniforms. Vậy câu hoàn chỉnh của chúng ta sẽ là students wear their uniforms on Monday. Những bạn học sinh mặc đồng phục của họ vào ngày thứ hai. Ok, next. V, a new friend Duy. V, một người bạn mới của Duy. Chủ ngữ là V, là ngôi thứ ba số ít. Động từ go và has thì chỉ có động từ has được chia theo chủ ngữ ngôi thứ ba số ít thôi. Vậy chúng ta sẽ chọn động từ này. Thì câu hoàn chỉnh sẽ là V has a new friend Duy. B có một người bạn mới là Duy. Ok, next. Number 3. Do Phong, V and Duy to the same school? Yes, they do. Câu hỏi dạng yes, no, đúng không? Vậy thì từ chúng ta có thể điền là động từ go. Đây, câu hoàn chỉnh. Ba bạn này đi học cùng trường phải không? Do Phong, V and Duy go to the same school? Yes, they do. Đúng vậy. Okay, next. Number 4. Students always look smart in their... gì đó? Những bạn học sinh luôn luôn trông có vẻ là bảnh bao trong cái gì? Trong bộ đồng phục của họ, đúng không nào? Đúng rồi. Vậy bây giờ cho nên chúng ta sẽ điền từ uniform sẽ là thích hợp. Students always look smart in their uniforms. Okay. And the last one. What do you like to study? I like study English and history. Đây là một câu hỏi có từ để hỏi. Câu đã có chủ ngữ rồi. Chủ ngữ là you. Trợ động từ do. Và động từ chính là like. Đúng không? Và từ để hỏi đây là what. Vậy chỗ trống sẽ là một danh từ, và đó là từ subjects. Ok, what subjects do you like to study? Bạn thích học môn gì? I like to study English and history. Tôi thích học môn tiếng Anh và môn lịch sử. Ok, well done. Các bạn tốt lắm. Now copy the answer in your notebook. Exercise 4. Match the word with the school things, then listen and repeat. Phần 4 là nói các từ với những đồ dùng học tập sao cho phù hợp, sau đó nghe và lặp lại. À, các nhìn thấy ở đây có những bức tranh là đồ dùng học tập của chúng ta và một số từ và cụm từ cho trước. Bây giờ các em tìm từ thích hợp cho từng hình. Và sau đó cô sẽ đưa ra đáp án để xem chúng ta có làm đúng không nhé. Ok, time's up. Now we will check the answer. Bây giờ chúng ta sẽ chữa bài nhé. Number 1, the answer is school bag. Ok, very good. Number 2, what is it? Compass. Very good. Number 3, pencil sharpener. Very good. Number 4, the answer is rubber. Good. Number 5, pencil case. Very good. And number 6, calculator. Very good. Okay. Unit 1.
My new school. Page 7. Getting started. Activity 4. Match the words with the school things. Then listen and repeat. 1. School bag. 2. Compass. 3. Pencil sharpener. 4. Rubber. 5. Pencil case. 6. Calculator. Exercise 5. Look around the class, write the names of the things you see in a notebook. Ở bài tập số 5 này thì chúng ta sẽ nhìn quanh lớp học và viết tên đồ dùng mà các em thấy vào vở. And this is your homework. I will check this answer in the next class. Đây là bài tập về nhà của các em nha. Các em hãy làm bài tập này vào vở và cô sẽ kiểm tra phần trả lời vào buổi học tiếp theo. Homework. Do exercise 5 in the notebook. Các em hãy hoàn thành bài tập số 5 vào vở. Learn by heart and copy on the new words. Học thuộc và copy những từ vựng mà chúng ta đã học trong buổi học ngày hôm nay. Repair lesson 2. Chuẩn bị bài số 2. Bài học tiếp theo. Okay. Okay, that's all for the lesson today. Thank you so much. Goodbye and see you again.